Võ tụ, tôi 494. Hiện nay, linh lực của mình có thể sử dụng không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh phong. Nếu như còn kéo dài tiếp linh lực trong đàn hải của mình, tôi sẽ chỉ bị càng. Cái đó là gì? Lời ngồi đạo pháp tướng là một loại cấm thuật khủng khiếp có thể triệu hoán, tồn tại không rõ. Sự tốt tổ sự thúc thật sự nhất quyết là muốn giết chết chúng ta tại đây. Nên như thật sự là ngồi pháp pháp tướng thì chứ dù là viện quần đang thành tới thì cũng hôm nay cũng khó mà thoát khỏi một kiếp. Diệp thần ơi là diệp thần, cấm thuật này lão phù vốn là không muốn sử dụng, nhưng thanh chủ của Viêm Hoàng như người thật sự có bản lĩnh, nên như kéo dài nữa thì khó tránh sẽ trúng phải cơ hoàng bệnh của người. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta, chứ chứ chiêu này thì các người không oan. Gây rồi, diệp thần mau tránh ra. Ma đạo mở hỗn độn chi đỉnh, giải phóng tất cả khí hỗn độn. Ôi, lực lượng đáng sợ tại đây. Vừa rồi nếu như không phải diệp thần kịp thời dùng cấu cháu huyền thiên đồ bảo vệ mấy cái lão già chúng ta, thì sợ hôm nay chúng ta phải bỏ mạng tại đây. Đành tin cho cấu cháu huyền thiên đồ này bảo vật như thế này, vậy mà lại bị tổn hại thành như thế này. Diệp thần đâu? Hắn ở trung điểm, trung tâm nhất, ở trong phạm vi công kích. Hắn bây giờ sao rồi? Đừng thế, tiểu tử diệp thần đâu rồi? Lượng đáng sợ thật đấy. Từ lượng như vậy đã không phải là chuẩn tiền cảnh có thể đạt tới nữa rồi. Thì ra ngồi ở đây, bây giờ khí tức linh lực trong đăng hải của người càng lúc càng yếu đi, thì nghĩ thân đạo hồng vàng giúp để chạy trong đó cũng không dùng được mấy lần nữa nhỉ. Cái gì? Vậy mà nhìn như vậy đã bị phát hiện ra rồi. Hỗn độn chi đỉnh, cho dù hấp thụ lực lượng của biển hỗn độn, vậy mà lại không chặn được một kích của người này. Vốn cho rằng tới Đăng Thành là để đàm phán, không ngờ lại rời vào hiểm như thế này. Sớm biết vậy thì đã gọi các cao thủ của Viêm Hoàng đi cùng rồi. Nghĩ những cái này thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Kích hiện này chỉ có thể dùng thiên chiếu mới có thể ngăn chặn được đạo pháp tướng đáng chết này. Nhưng mà thiên chiếu vốn là cấm chế phải trả giá bằng tuổi thọ sinh mệnh. Hôm nay là đại thừa nguyên khí, tiên luân nhãn bị tổn thương chỉ sợ ở the body cũng không quản được nhiều tới như vậy. Tiểu hổ à, giải trừ cấm chế của đại đỉnh, thả ta ra ngoài. Tiên bối, hắn có ngồi pháp tướng của ta vương bạo thể, ngươi đúng không lợi hắn, giải trừ cấm chế để đại đỉnh đi, đi ta đánh cho. Ngồi đạo pháp tướng của ma vương chẳng trách chiến lược lại tăng vọt, mà kiếp đã mở hết rồi. Thì mọi người đợi chút nha, bây giờ ta sẽ giải trừ cấm chế cho ngài. Đi chút đi. Đàn vương, hậu bối của người vậy mà lại kính điểm như thế này. Là tiền bối à, đàn vương là cùng một thời đại ư? Xem đi. Hãy chuyện này không thế nào. Bảo sở từ khi nào đấy có cuồng giả nhiều người? Người rốt cuộc lại là ai? Tiền bối, tiền bối, gọi chú tướng của người ra đi. Người không phải đối thủ của ta. Hắn vậy mà lại nói sự tốt tổ của chúng ta là tiểu bối ư? Nguy Vũ Cường, ngươi thật sự là muốn trốn mà đằng sau không dám gặp mà từ. Âu Dương Vương, không ngờ ngươi cuộc sống thật sự khiến cho bản vương rất bất ngờ đấy. Mơ Vương Điện à, không phải cũng vậy sao? Âu Dương Vương, lẽ nào hắn chính là Âu Dương thế tồn của Sở Hải Thần Bình? Quy Vũ Cường đó mà vừa ngay cả Âu Dương Thế Tồn cũng gọi là mà vượng, là một tiếng tiền bối. Không ngờ người vậy mà lại còn sống. Nếu như đã như vậy thì gia nhập ma vượng của ta đi, chúng ta liên thủ càng quyết thiên hạ. Đi, ma vượng tiền bối hậu ái rồi. Có điều ta mệt rồi, huống chi đã không phải là thời đại của chúng ta nữa rồi, còn gì phải cuống cầu. Đây không giống Âu Dương Đế Tồn năm xưa, cùng sức với một người đối kháng với đại quần của một điện thuộc ma tộc. Ngươi thật sự cam tâm sao? Chúng ta là người giống nhau. Thời đại của ta nếu như trong Viêm Hoàng, thì đại của người không có thái vượt. Chúng ta đều sẽ mua vào thời đại Sở này. Chỉ thiếu một bước đó thì tu vị trí cao biên
Vô biên đó đơn nói với ta, người không tiếc nuối. Ý thức của đồng mại đã hoàn toàn bị vĩ vượng cách xa mấy dần dậm xâm chiếm. Đồng mơ mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt lại trở thành một con rối. Trên đời này thực sự có người giỏi mà có thể người giỏi hơn ư? Tiếc nuối đương nhiên là có, nhưng mà tiếc nuối lớn hơn nữa ở trong năm tháng tối nghiệp cũng sẽ bị dòng phai nhạt đi. Chiến hữu ngày xưa của chúng ta trong đại chiến ngày đó đều trở thành đất vàng trong năm tháng. Đề này, chứ dù có được tu vị trí cao đó như thế nào, người tạo dựng thế giới sẽ là hậu bối. Huy hoàng của chúng ta sớm đã chung vùi trong thời đại đó của chúng ta rồi. Âu Dương Thế Tôn của người hôm nay khiến cho Mẫn Vương rất thất vọng. Nhưng mà bất luận người có diện vọng ý giúp đỡ không, vị trí vua của đại sở sớm muộn cũng nên là của ta. Ta sẽ chứng minh với người đời, Quý Vũ Cường ta mạnh thơm ơn Viêm Hoàng đã gấp trăm lần gấp ngang lưng. Việc gì phải khổ như vậy? Âu Dương Thế Tôn, nếu đã nói tới mức này mà người không có lòng nhúng tay vào thế tục, vậy thì tránh ra đi. Người này là thánh chủ của Viêm Hoàng, là một viên đá ngang đường của ta đã trực tiếp thực hiện đại nghiệp. Hôm nay mượn cơ thập pháp tướng này, ta buộc phải giết hắn. Lẽ nào người vẫn muốn ở đây ngăn cản từ? Ta không màng thế sự, nhưng mà tiểu hữu này lại có ơn cứu mạng với ta, về tình và lý thì hôm nay ta cũng phải bảo vệ hắn. Hồi đã ta tiền bối đã bảo vệ. Nói ra như vậy thì tín đồ tứ phương nghe lệnh, có thuộc hạ tột lực khi chuyển 99 cách giới trần phòng tiền, luyện hóa tất cả những kẻ địch ở bên trong. Linh dược của đàn hải sắp khô cạn, nếu như không nghĩ cách phá trận, tiếp theo sẽ ăn một máu thịt và linh hồn. Tiểu hữu, mà vừa để ta đối phó, người đi đối phó với những tín đồ đó, chỉ cần giết bọn họ thì trận này không phá, không công sẽ tự phá. Ta hiểu rồi. Muốn đi vô không có dễ như vậy đâu. Ây da, Quỳ Vũ Vườn đánh nhậu với lão phù cũng muốn phân tâm mà, lý nào xem thường lão phù? Âu Dương Thế Tôn, đấy là người tự dục lý. Thời gian càng lâu thì áp chế của 99 cấp dưới phong thiên sẽ càng mạnh. Nên như không nghĩ ra cách phá trận nữa thì đám người thành chủ sẽ chết tại đây, thì lúc đó thì đám thành nhất định sẽ đại loạn. Có điều tuy mình đánh không lại Quỳ Vũ Cương này, xử lý tiểu lầu là ngược lại là giới nhất trở bàn tay. Trên trước mặt các người, nếu như còn không đi hôm nay, bản đại gia sẽ đại khai sát giới. Thấy hư lông cấm, giết. Mà đạo mở tiền kiếm thường phạt. Gió kích trộn cạn hắn. Đấu huy thi nhãn thiên viên. Y lực của đại trọng bắt đầu suy yếu với biên độ yếu rồi. Các vị à, chúng ta giấu sức liên tục phá trận này. Được, còn chưa thôi à. Những người này đều là từ ma vượt phải tới sau, không ngờ tay của bọn họ lại vướng dài tới như vậy. Âu Dương Thế Tôn, người của hiện nay sớm đã không bằng thời kỳ đỉnh phong của năm đó. Người từng bị thương nặng, giống như nến ở trong gió, chứ dù ta chỉ dùng ngoại đạo pháp tướng, người cũng không phải là đối thủ của ta. Âu Dương Thế Tôn, hôm nay ta và ngươi nên đưa ra một kết thúc tại đây. Thiên tịch, tuy ta đã già, nhưng mà bao năm nay bao nhiêu biến cố thân trầm đều vượt qua. Ta có thể sống tới bây giờ, một con pháp tướng không thể nào giết chết ta tại đây. Thân phạt đã sắp tới cực hạn rồi sao? Đáng hận, thật sự là chưa thôi à? Thành chủ, đơn thành ta giết cho ta. Đệ tử của đơn thành lâm vệ giết. Di thần, các ngươi có bị thương không? Sư tôn của ta đâu? Bây giờ sư phụ ta sao rồi? Bọn họ bên trong cái giới trận, nhưng mà yên tâm đi, giết những kẻ che mặt này thì trận tự nhiên sẽ bị phá. Ta hiểu rồi, cảm ơn Di thần. Vậy lấy bọn họ, không thể tha cho một ai. Ấy da, cái giới bị phá rồi, kêu gì à? Bây giờ chúng ta giết ra ngoài. Được,
Sư tôn, đại trận đã bị phá rồi, viên quân đã tới, tiêu diệt kẻ địch chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều vì Vĩ Cường và Mà Vương tới từ dị vật, cho dù có đại quân tu sĩ muốn chớ phục cũng phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như đang thành đại nguồn thì đại thừa nghiền khí, vậy thì lần này mình tới kích mình cũng mất đi ý nghĩa. Vì Vũ Vương, người thua rồi, đại quân tu sĩ đã tới, người muốn thông qua cứ hoạch đích đang ma không chết đang thành cũng dừng tại đây rồi, vậy thì như thế nào? Nếu mà bản vương không có được thì các người cũng đừng không có được. Bây giờ bản vương giết chết người thì sau đó đi xử lý cái đám người ở đăng thành, ta là vua của ma vực, cho dù là khiến cố ngoại đạo pháp tướng này tự nổ thì cũng khiến cho nửa số người ở đăng thành phải chết. Sao người lại khổ như thế? Tiền Luân Nhãn, Thiền Chiếu, đây là gì? Vậy mà lại có thể hòa tan ngoài đạo pháp tướng của ta? Thì đây là lục đạo Tiên Luân Nhãn. Dị thần à, người trên người sao lại nhiều vết thương như vậy? Ngươi vô ổn chưa? Ngươi để chú ta đi lập tức trị thương cho ngươi. À không sao, thì chất của ta rất tốt, một lát nữa thì có thể có phục lại. Điều quan trọng là chiến đấu đêm này cuối cùng đã kết thúc rồi. Thành chủ, có gì trường lão, cái địch đã tiêu diệt hết rồi. Hiện tại người chúng ta đã điều tra lấy lịch của bọn họ. Lần này mấy mà nhờ có gì tiêu tứ di thần đã giúp đỡ. Người có ổn chưa, có còn nghĩ ngơi một lát không? À không sao, bên phía tiền bối vẫn còn, ta đi xem. Tiền bối, nhọc còn, người khiến ta nhìn thấy hy vọng đại sở sẽ thống nhất lần nữa. Tiền bối quá khen rồi, hôm nay đã ta đã tương trợ, hãy để ta thử xem vết thương của tiền bối. Cơ thể của tiền bối đã bắt đầu sụp đổ, tư khí quẩn quanh, tuổi thọ cũng đã không còn được vài năm nữa rồi. Không còn vừa lãng phí tình nguyện, nghỉ ngơi một lát là được. Thế giới trong đỉnh đó của người không tuổi, không ai quấy rầy, bên trong cũng tích trữ lượng lớn đang dược bồi bổ. Ta hiểu rồi, tiền bối nghỉ ngơi trở đi, về sau ta sẽ cố gắng nghĩ cách khiến cho ngài hồi phục. Sư tôn, các vị trường lão và cả lâm về sư huynh. Sư muội à, chỉ sự ngày hôm nay có là mùi bị thương không? Ta đã bị chuẩn bị một lò đàn tứ phẩm, muội có cần? Sư tôn, lần này mấy mà nhờ có dịp thần mới khiến cho thành đang thành ta tránh bị tinh kế, cứu ta cũng cứu với cái đám người sư tôn trường lão. Bất luận như thế nào thì chúng ta nhất định phải cảm ơn đàng hoàng. Không sai, đang thành ta là thánh địa liền đàn của cả đại sở, tập trung đang dược ở khắp thiên hạ, còn là tài phú ưu điểm cùng hết. Hôm nay đã tạ ơn cứu mạng của đàng thánh, vì đã đáp tạ đàng thánh thì chỉ cần đàng thánh nói ra muốn thứ gì thì đang thành ta nhất định sẽ giúp toàn lực tìm kiếm. Ta biết rõ sự hùng hậu và tình lực của đang thành. Thành chủ à, có lời hứa này thì đã đủ cho thấy rõ thành ý của đang thành. Nhưng mà sư tôn ta cho rằng lời hứa như thế này không ổn. Diệp thần hiện nay không chỉ là đàn thánh, còn là thánh chủ của Viêm Hoàng, thì đang thành tài lực hùng hậu. Nhưng mà Diệp thần cũng đã sớm không phải là hắn của một năm trước. Ta tin tài lực hắn sở hữu vào bây giờ tuyệt đối là không kém hơn đang thành của chúng ta. Vậy người cảm thấy chúng ta nên đáp tạ đàn thánh như thế nào? Đồng ý với đàn thánh liên minh với Viêm Hoàng. Cái gì? À, thành chủ à, chuyện này tuyệt đối không được đâu. Không có liên minh với bên ngoài, không tham gia vào chính sự với bên ngoài, không cuốn vào bất kỳ một phần tranh nào. Đây không chỉ là quy tắc mà tổ tiên để lại, mà còn là gốc rễ để đang thành cho chúng ta đứng sừng sững hàng vạn năm trên thế gian. Xin thành chủ suy nghĩ lại. Huyền nữ, ngươi có biết lời của người nói hôm nay có ý nghĩa gì không? Người là thánh nữ của đang thành, thành chủ đời tiếp theo, ngươi bây giờ là muốn ngàn nhiệm phá hỏng quy tắc, làm trái di huấn của tổ tiên sau. Chính là ta là thánh nữ, vậy nên ta mới cảm thấy đây chính là lựa chọn chính xác nhất hiện nay. Nếu như ta nói không thì sao? Ta là thánh nữ, là thánh chủ đời tiếp theo, trừ khi sự tồn phế vị trí người thừa kế của ta. Nếu không, ngày sau dù ta trở thành thánh chủ thì chỉ chọn liền mình với Viêm Hoàng. Sư muội muội nghiệt đồ,
bình thường quá chiều ngươi rồi, dung túng cho ngươi, nên ngươi châm ở trước mặt mọi người làm trái ý trên của tiền bối. Hôm nay không đánh chết, tao phải đánh chết ngươi. À, thầy chủ bất giận à, đây là đệ tử mọi người thích nhất đó. Sư huynh à, huynh nghe ta nói trước, có lẽ là ngươi trẻ tuổi dễ xúc động, nhưng mà huyền nữ là chúng ta nhìn nó lớn lên bất luận như thế nào, nó đều sẽ đặt Đan Thành lên vị trí đầu tiên. Vậy nên không bằng nghe suy nghĩ của nó trước xem như thế nào. Ngươi nói thử xem, ngươi thật sự suy nghĩ cho Đan Thành ư? Sư tôn, lấy chuyện của hôm nay ra nói, thì cho dù Đan Thành chúng ta không tham gia bất kỳ một phân tranh nào của bên ngoài, nhưng vẫn có người sáu vườn tay tới đầu của Đan Thành chúng ta. Mà chúng ta cứ tiếp tục khư khư giữ mình, sớm muộn gì sẽ có một ngày bị cường giả bên ngoài sâu xé. À, sư huynh, lời này của huyền nữ nói đúng. Thiên hạ hiện nay sớm đã không phải là thiên hạ của năm đó. Dị hứng của tu tiền là vì đó Đan Thành phát triển tốt hơn. Nhưng mà hiện nay chiến tranh khắp nơi, đại thời đại cũng đang thay đổi. Nên như chúng ta cứ tuân thủ theo quy cũ, quả thật là không phải cớ lâu dài. À, tuy là như vậy, nhưng mà sao có thể liên minh với Viên Hoàng là lối ra tốt nhất của Đan Thành chúng ta chứ? Thánh chủ, Diệp Thần tại đây nói rõ với ngài, ta là Đan Thánh chủ của Viêm Hoàng, cũng là Đan Thánh của các ngài. Năm đó ở Loạn Thạch Thường Nguyên, ta tới này cũng không có quên ơn cứu mạng năm đó của các vị tiền bối. Vì nên Diệp Thần ta đảm bảo, chỉ cần Viêm Hoàng còn ở trên thế gian này, thì thừa hướng bảo vệ Đan Thành ngàn năm, vạn năm, để ta thống nhất đại sở, thì ta vẫn sẽ để cho Đan Thành trở thành một vùng đất sạch của thế gian này. Diệp Thần, hôm nay cảm ơn là có thể giúp ta. Mặc kệ thành chủ có đồng ý hay không, Diệp mỗ đều sẽ nhớ ân tình ngày hôm nay. Sư huynh à, bây giờ đã là thời đại của người trẻ rồi, huynh không bằng tin bọn họ một lần. Nếu như sau này cái chuyện gì không phải, còn có ta và các vị trưởng lão dốc túi thì sao? Cái lão già địa bước vườn tới ta đi. Ta cũng cảm thấy chuyện lên mình được đấy. Hôm nay khi chúng ta bị nhốt ở cái giới trận pháp của Ma Đàn đấy, Đan Thánh vốn lại có thể dùng thần thông không gian để thường lại chạy thoát, nhưng hắn lại chọn ở lại, thậm chí là dốc hết toàn lực. Vậy nên ta cũng tin ngày sau nếu như Đan Thánh có nạn, thì hắn vẫn sẽ lựa chọn giúp Đan Thành ta. Nếu như các vị đã cảm thấy hôm nay nên kích mình, nếu như ta không đồng ý nữa thì rõ ràng là ta đã lão già cô hủ cô chấp rồi. Quý, ở mình vốn là cô hữu cố chấp rồi mà, giống như là cục đá vậy. Bây giờ để còn dám đâm chọt lão phu này nói xem. Xin lỗi. Thì tử đang nghĩ cái gì vậy? Sư phụ à, ta đang nghĩ ta rõ ràng là thiền chi kỳ tử của Đan Thành, nhưng sau khi nhìn thấy Đan Thánh lại cảm thấy rất là tự ti. Sư muội chứ cuối cùng cũng chỉ là có người như Đan Thánh mới xứng với muội ấy. Đừng nghĩ cái này à. Người dối thì có người dối hơn. Người không còn buồn. Ở trong mắt vì sự, người đã đủ ô tú huống chi. Con đường tương lai còn rất dài. Có lẽ sư muội mà ta yêu thương và Đan Thánh không có duyên phận. Vừa hay người xuất hiện còn là thanh niên tài, tuấn tài tuấn sắc nhất của Đan Thịnh. Hai người các người có lẽ có cơ hội. Có lẽ sau này còn có nữ tử xuất sắc khác. Tóm lại chỉ cần người cố gắng tu luyện thì mọi thứ đều có cơ hội. Sư tôn, ta sẽ cố gắng tu hành. Có lẽ một ngày sư muội người ý nhìn ta nhiều hơn. Người ý cố gắng cũng là chuyện tốt. Mọi thứ đều nghe theo ý trời tạo hóa đi. Mở rồi. Cổng thành này cuối cùng cũng đã mở ra rồi. Tột qua hàng hóa này ta vận chuyển mấy nghìn dặm, còn cho rằng là sắp hỏng ở cổng thành rồi chứ. Sau khi giải quyết Ma Đàn thì Đan Thành cũng đã khôi phục trật tự, mọi thứ được vận chuyển theo trật tự. Hiện tại phố hợp chợ lại thiết nghĩ có một số cửa hàng của thế lực đối đầu bắt đầu liên tục vận chuyển, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Trước tiên thì đừng có đánh rắn động cỏ, bên ngồi hiện nay không biết là chúng ta đã liền mình có điều. Hiện nay người của Viêm Hoàng cũng đã lục đục tiến vào Đan Thành, về sau ta sẽ cầu cổ tầm thông bày trận, như thế lực như thị huyết điện, chính dương tông. Nếu như tiếp tục ở Đan Thành chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Có thể dùng thủ đoạn chiến tranh thương nghiệp công phá cái cửa hàng của thế lực này, thì đây cũng là một thủ đoạn Đan Thành tài giỏi nhất, đồng thời cũng sẽ không đánh rắn đồng cỏ. Như vậy làm phiền thánh nữ rồi. Cảm ơn với ta cái gì chứ, ngươi là Đan Thánh tiếng tâm lần lễ của chúng ta. Nè cầm lấy.
Dược liệu của Thiên Tịch Đà mà người nhắc tới trước đấy, vậy nên hiện tại ta lập tức phái người tới Tàm Bảo Các. Còn có cả chỗ đấu giá đều hỏi, trong này có 89 loại dược liệu mà hiện nay tập trung lại. Chỉ có điều ba loại dược liệu tới này ta không có tìm được, lần lượt là phượng tủy, máu rồng và sừng kỳ lân. Cái này đều là nguyên liệu của thần thú. Có điều ta có từng thôn phệ một giọt máu rồng của bá vườn long, không biết là máu tình nghĩa của ta có thể thay thế được máu rồng không? Ta thật tin tới đây thôi, về sau còn có rất nhiều chuyện. Ta sẽ cùng người của Viêm Hoàng thương nghị với cô. Vội vậy sao? Không định thầm mùi mùi là khi của ta rồi hắn đi. Hiện nay thì mùi ấy đang bước qua, ta cũng không làm phiền nữa. Hiện nay nhiều việc còn đang lo ngại và quyết chuyện ở bên phía chính Dương Tông nữa. Ta sẽ quay lại thăm mùi ấy sau. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Chính Dương Tông. Từ đường Dương giáo đột nhiên lại có mình tới đây. Tiêm pháp lão, nghe nói là tư lịch của người này còn sâu hơn bất cứ một lão môn tổ nào ở trong tông môn, ngay cả mình cũng chưa từng gặp. Nghĩ ý của trưởng giáo thì vị pháp lão thần bí đó hôm nay sẽ truyền thần công cho mình, giúp mình đột phá bí cảnh. Nhưng mà mình gần đi có đậu tham ngộ, chưa xuất hiện bình cảnh gì cả. Bỏ đi, trưởng giáo sư tồn đã nụy và dạy dỗ mình từ bé tới lớn, ân trọng như núi. Nếu những người đã núi pháp lão sẽ truyền thụ thần công cho mình, vậy thì nhất định là như vậy. Tham kiến pháp lão, không biết là pháp lão gọi ta tới đi là muốn truyền thụ thần công gì? Trên thực tế thì ngưỡng sườn hiện nay là muốn tự mình tu luyện vững vàng, cũng có công pháp đã có, chỉ truyền thụ đối với bẩn thân pháp luyện lão cũng sẽ tiêu hào rất lớn. Xin hãy suy nghĩ lại. Thánh nữ chính Dương Tông, chứng giáo tương lai thành công thường ngày khen người không dứt lời. Hôm nay ta vẫn ngươi lần đầu chính thức gặp mặt, người qua đây ta muốn nhìn rõ người. Ngôn sườn tuân lệnh. Qua đây thử một chút nữa, ta còn muốn ngươi gần thử một chút nữa. Thánh linh chi thở, thật sự là ngọc quý sạch sẽ trên đời. Không, nên núi là thánh khiết hơn ngọc quý, còn khiến cho người khách thích không nỡ buông tay. Pháp lão, ngài đi lại là cơ thể của mình sao lâu, ta sao lại không cử động được rồi? Không còn phải dãy dụa, xung quanh gian mật thất này đều có cấm chế tập bộ trí. Bắt đầu từ bước đầu tiên ngươi bước vào đây, cơ thể của ngươi đã bị cấm chế khóa chặt rồi. Tại sao? Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đại nghiệp của ta cần sự hiến tế huyền linh bản nguyện của ngươi. Ta chỉ tạo ra một loại huyết mạch can bá đạo hường. Thì ra các người đều muốn lưu lại dụng ta. Cơ thể và đàn hải bị phòng cấm rồi, lực lượng sinh mệnh đang không ngừng bị tồn phệ, đáng chết mà. Cơ ngân sượng mình tuyệt đối không thể ngồi không mà chờ chết được. Cơ ngân sượng, ngươi vậy lại muốn tự nổ đan hải, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Muốn rồi. 497